Bạn Thu Thảo có đặt một câu hỏi là cho em hỏi cột không tâm là gì? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Thảo nhé. Ở đây cũng là có nghĩa là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người đấy. Hiện nay thì chúng ta thường nhắc đến cái yếu tố là cột không tâm khi mua đi đồ nội thất, đặc biệt là những hàng cao cấp. Tuy nhiên, có một số người đã chưa hiểu rõ. Nhân tiện đây tôi cũng trả lời câu hỏi của bạn Thu Thảo và giải đáp luôn thắc mắc cho mọi người. Thì thường chúng ta biết đấy, đây tôi sẽ để một cái hình ảnh của một khúc gỗ tự nhiên đây. Chúng ta được biết là cái gỗ tự nhiên ấy thì nó sẽ có cái phần tâm hay còn gọi là phần tim của gỗ. Thì cái phần này, cái chất lượng nó sẽ kém hơn do là thường hay bị nứt các bạn. Quý vị có thể thấy trên màn hình là nó đang bị nứt đây. Đây, gỗ nó sẽ bị nứt, chất lượng nó sẽ kém hơn là cái phần thịt ở phía xung quanh này. Phần ngoài này, phần da thì chúng ta thường bỏ, không sử dụng cái này. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần thịt gỗ ở đây. Thì phần thịt gỗ này sẽ chất lượng tốt hơn. Và cái phần tâm gỗ này chất lượng kém hơn, cũng như là những như trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể bị nứt hoặc là xé cái phần tim gỗ này nếu chúng ta sử dụng cái phần này để làm đồ nội thất. Thì đây là cái hình ảnh, tôi cho mọi người xem luôn hình ảnh một cái sản phẩm là cái bạn hỏi là cái cột không tâm ấy. Đây thì chính là, đây là một cái cột ghế này. Cái cột ghế này thì làm là nguyên từ cái phần gỗ thịt và không dính tâm gỗ. Đây, thì bạn có thể thấy đây, không dính một chút tâm gỗ nào nhé. Đây còn bên này thì là hình ảnh của một chiếc cột ghế và làm dính cả tâm gỗ đây. Cái này là tâm gỗ, nhưng cái tâm gỗ này rất là nhỏ mà cả. Cái tâm gỗ nhỏ này thì nó cũng không sao cả. Đấy. Và thường ấy thì những cái sản phẩm gỗ nhóm 1 như là gỗ hương, gỗ gõ như này ấy, thì là cái tâm gỗ này nó cũng rất là tốt. Nó cũng rất là ít nứt nẻ thôi. Nó thường là xảy ra với những cái gỗ kém hơn như cái gỗ xoan hay là cái gỗ sồi gì đó ấy, thì là cái tâm gỗ thì nó sẽ kém mà một thời gian ấy thì nó sẽ bị nứt các bạn nhé. Đó, đây đặc điểm như là cụ thể như các bác có thể thường thấy ở những cái bộ ghế hàng gỗ gụ ta là người ta đều làm vào tâm đấy, bởi vì là cái gỗ gụ ta nó đẹp và nó có cái vân gỗ này, nó thường là xuất phát từ cái tâm xuất phát ra đấy, và cái chất gỗ gụ ta này thì nó cũng rất là tốt thôi. Cái tâm gỗ này thì sau quá trình xử lý đó, nó xử lý thì nó chúng ta sử dụng ấy thì nó cũng không bị nứt nẻ gì, nên là thường là chúng ta sử dụng cái tâm gỗ của gỗ ta này rất là tốt, và một số loại gỗ khác thì tâm nó cũng rất là tốt thôi. Và phổ biến hiện nay trên thị trường thì cũng hầu như là sử dụng làm tất cái phần gỗ có tâm này, chỉ một số cái bác mà đặt hàng những cái sản phẩm đồ gỗ cao cấp đó thì muốn chọn gỗ không tâm thì là sẽ phải đặt hàng riêng và cái giá thành nó sẽ cao hơn tương đối là nhiều các bác nhé. Đó thì, và chúng ta cũng thường nghe thấy là gỗ lim tiêu tâm đó, thì đặc biệt ở những cái cột nhà ở đình chùa ấy thì thường là làm bằng cột gỗ lim ấy, thì là nếu mà làm cả tâm gỗ ấy thì sau có thể một thời gian là vài chục năm ấy thì cái tâm gỗ nó sẽ tiêu đi. Đấy, gọi là gỗ lim tiêu tâm, thành cái cột rỗng đó. Nên là cái gỗ lim ấy đặc biệt là người ta rất là ít sử dụng cái tâm gỗ các bác nhé. Rồi thì qua những chia sẻ đấy thì về cái cột không tâm ấy thì giải đáp cái thắc mắc của bạn Thu Thảo là thì có thể là các bạn đã hiểu là như thế nào là cột có tâm hay là tim gỗ và cột không tim nhé, thì từ đó có thể đưa ra cái lựa chọn cho mình khi là đi mua sắm đồ gỗ nội thất. Rồi cảm ơn mọi người nhé, chúc cả nhà ngày mới tốt lành.